Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau một khoảng thời gian rất là dài thì cuối cùng Boxset Deadline tập 10 cũng phát hành rồi. Phải nói là khoảng thời gian rất là lâu luôn. Mình không nhớ hồi mình quay là tập chính là lúc nào nữa. Chắc cũng khoảng phải nửa năm rồi chứ. Tuy nhiên thì khoảng thời gian chờ đợi nó cũng khá là xứng đáng. Bởi vì khi mình nhận được cái bốc 10 thì mình khá bất ngờ. Nó rất là to các bạn. Các bạn phải nhìn thấy to hơn bốt chính rất nhiều. Như các bạn thấy bốt chính ha. Khổ bốt xét bình thường các tập từ 6 tới 9 là khổ nhỏ, khổ giống như thế này. Cái bốt 10 này thì có thể nói là nó to gấp đôi luôn, gấp đôi bốt chính luôn. Còn đây là các quà tặng có trong box set lần này là một bức tranh vải, bút cạc, bút mát và một cái này là hình như là poster thì nhỉ. À, tí nữa khui ra sẽ biết hai mọi người. Giá bìa của box lần này là 198.000. Nó có cao hơn box trước một tí. Nhưng mà cũng khá là xứng đáng ha, tại vì nó to hơn nhiều mà. Còn đây là tem chống hàng giả. Ok, giờ mình sẽ khui ra nhé. Ok, lấy ra từng phần. Đây là sách ha mọi người. À, quất cạc và bút mát thì chắc là nằm chung với sách rồi. Còn đây là tranh vải. Mình coi bức tranh trước ha. Tranh bằng vải. In rất là sắc nét ha mọi người. Nó hơi nhỏ nhưng mà tranh rất đẹp. Bức tranh này thì to khoảng bằng cái hộp. Nếu bạn nào có mua cái thấy cái hộp này ở phía ngoài, ở ngoài rồi á, thì có thể so sánh vừa bằng cái hộp, vừa bằng chiều cao của cái hộp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ khui tiếp cái sách này xem thử bên trong nó còn cái gì nữa ha. Đây là bót cạc được tặng kèm theo mỗi quyển sách. Nếu mình nhớ không lầm á, thì cái bót cạc này chỉ có kèm theo bản đặc biệt và bản bót set thôi. À, đây cái hình lúc nãy nó là poster được tặng kèm ở trong mỗi quyển sách chứ không phải là poster lớn nha mọi người. Cái hình này cũng chính là cái bìa của tập 10.
Anh nghĩ là lần này Amark đã tận dụng cái hình này để làm bức tranh vải cho nên không có làm to được. Nếu in to quá thì cái hình nó sẽ bị mờ và không có nét nữa. Như các bạn thấy á, hình này nó cũng rất là nét mặc dù được in trên vải. Mình nghĩ đây là lý do mà cái tranh treo tường này nó không được to. Ok. Vậy là đây là các phần quà được đính kèm của box set tập 10. Post card, bookmark và cái bức tranh bằng vải này. Có cả một cái đầu này nó bị sút ra rồi. À không, cái này không phải sút mà tại là cái này nó rời ra như vậy. Chỉ để gắn gắn vào mà thôi. Ở trên đầu thì nó có cái dây để các bạn treo lên tường. Ok, vậy thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập 11 vào một ngày nào đó. Mình nghĩ là có lẽ cũng phải nửa năm nữa. Nếu các bạn yêu thích video này thì nhớ like và share để ủng hộ tiệm của mình nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.